Vâng, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến một tâm sự của anh. Đó là anh thầm thương trộm nhớ một người con gái, nhưng vì người con gái đó giàu quá mà anh không thể đến được. Và ngày hôm nay, với nỗi buồn đó kết tinh thành ca khúc này sẽ gửi đến quý vị. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc được mang tên Xin làm người xa lạ. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Vâng, bài hát có tên Xin làm người xa lạ, nhưng cho em xin làm người. Thực ra em đến từ 5 giờ sáng, qua mấy ngọn đồi, qua mấy đoạn suối, và do Lào Cai mưa nên em mới muộn. Xin được lượng thứ và xin được một tràng pháo tay. Còn gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi. Còn gì đâu em, sao còn đến đắng cay thế. Đoạn buồn ta đi còn dài cảm ơn anh chị bạn.